Chào mừng các bạn đã quay lại với channel của mình. Thì hôm nay mình xin chia sẻ cùng các bạn cách mình blend một bức ảnh từ đang là khung cảnh trời sáng mà chuyển sang lên trời màu tối. Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Thì trước tiên mình dùng lệnh Ctrl L để làm tối bức ảnh. Sau đó thì nhấn Ctrl Shift A để mở ra Camera Raw để tiếp tục điều chỉnh độ sáng của nó. Các bạn cứ giảm phần white xuống, phần tối cũng giảm xuống một chút. Sau đó thì sang các kênh màu mà để mà nó ra được một cái nền trời tối thì các bạn nên chọn cái tông màu xanh đậm làm chủ đạo. Và ở cái layer này mình sẽ tạo cho nó một cái là mặt nạ, và mình sẽ tô màu đen lên phần mặt nạ để lấy lại phần cô gái cho nhân vật chính nổi lên. Sau đó thì các bạn dùng xuống phần filter ở dưới này, ở dưới phần tab layer này, và chọn vào gradient map để blend màu cho nó. Tiếp theo thì các bạn chọn lên chế độ hòa trộn cho phù hợp. Các bạn dùng pen tool để tách cái phần ô này ra. Sau đó dùng chế độ hòa trộn screen để tăng độ sáng cho chiếc ô. Tiếp theo thì chúng ta làm phần ánh sáng cho những chiếc đèn bằng cách là các bạn sẽ chọn những cái vùng ô kính của bóng đèn. Bằng cách là chọn một công cụ chọn vùng là phím tắt là L và khoanh vùng chọn. Các bạn nhớ giữ phím Shift để có thể chọn nhiều vùng chọn một lúc nhé. Sau đó thì các bạn tạo một layer mới và nhấn vào Solid Color. Sau đó thì các bạn chọn một tạo một layer mới và nhấn vào Solid Color. Chọn màu đen cho phù hợp. Các bạn tạo một layer mới dùng brush để vẽ quần sáng. We'll be right back.
sau đó thì các bạn group các layer lại và chọn một chế độ và trộn phù hợp cho nó. Tiếp theo là đến phần ánh sáng của các cột đèn. Tiếp theo thì mình sẽ làm phần ánh sáng của các cột đèn bằng cách là group tất cả các layer này lại và tạo mặt nạ. Sau đó thì chọn các vùng chọn là các cột đèn. Mình sẽ dùng brush màu đen để tô lên phần mặt nạ để loại bỏ, để lấy lại những cái phần ánh sáng của những cột đèn này. Các bạn tạo một layer màu phía dưới như mình làm và tạo ánh sáng, chọn ánh sáng cho phù hợp, chọn phần ánh sáng màu vàng để giả ánh sáng của những cột đèn hắt xuống. Cứ như vậy, các bạn cứ đẩy sáng ánh sáng chính là màu vàng và sau đó thì các bạn sẽ group lại và dùng mặt nạ để đẩy ánh sáng lên hoặc là dìm đi để tạo không gian cho tiếp theo các bạn vẫn tiếp tục dùng gradient map để blend màu cho đến khi ưng ý. Cái phần gradient map này thì nó sẽ có công dụng là nó sẽ fill chúng ta một cái màu tổng thể, nó sẽ thành một cái tông màu để chung, nó không bị lan lổ về màu. Nên là rất là hữu ích. Ok, vậy các bạn vừa theo dõi mình blend một cái. Nếu các bạn thấy clip hay thì đừng quên nhấn nút like, chia sẻ và cho mình
biết cảm nhận của bạn dưới phần comment nhé. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn.